Xin phép anh em một chút thời gian. Mừng ngày giải phóng, ưu đãi cực nóng tại Lotto AZ với cái slogan đó chính là siêu thẳng ga qua cực đã. Hướng đại lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Lotto sẽ giảm giá lên tới là 5 triệu đồng khi mua các sản phẩm Lotto từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Chưa kể, chương trình sẽ còn giảm giá với những cái linh kiện như là chuột, bàn phím, ổ cứng lên tới là 10%. Chi tiết chương trình thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Anh em còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình những cái sản phẩm vào ngày đại lễ này. Ok, và bây giờ quay trở lại với video chính thôi. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lotto AZ và mình là Ninh nhé. Có vẻ là năm 2024 đã trôi qua được một khoảng thời gian khá ngắn rồi, và cũng chúc mừng anh em đã vượt qua một kỳ nghỉ lễ khá là nóng bức, nhưng mà ngày cuối thì mát. Vậy thì về cái vấn đề nhiệt độ thì luôn luôn nằm ở trên những cái mẫu CPU mà trên những cái mẫu laptop gaming mà chúng mình sở hữu. Vậy thì với một cái mẫu laptop quốc dân đó chính là Helios Neo 16, với một cái phiên bản mà đầy đủ những cái option có thể có của Intel Gen 14 năm nay và đuổi HX, thì liệu rằng cái việc mà chênh lệch hiệu năng nó có xảy ra như những cái phiên bản của Gen 12, Gen 13 khi mà i7 và i9 nó không quá chênh lệch, và tất cả những cái phần mình đánh giá và chỉnh sửa sẽ có ngay sau intro. Như thường lệ thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Còn nếu anh em muốn tham khảo một số những cái mẫu sản phẩm khác thì vẫn có thể truy cập vào web laptoaz.vn hoặc là theo dõi livestream trên fanpage của laptoaz.vn ở Facebook. Link thì tất cả mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Ok, quay trở lại với cái vấn đề mà mình làm cái video này. Anh em có thể thấy rằng mình cũng làm một số những video so sánh giữa Intel Gen 12 và Intel Gen 13 rồi, hay là tất cả những cái mẫu sản phẩm trong phân khúc thì đều có một số những cái hiện tượng ở Gen 12 và Gen 13. Đó chính là cái sự chênh lệch giữa i5, i7 và i9 nó không quá là nhiều, mà nó gần như là không rõ rệt. Cho nên là đến Gen 14 này, với một chút những cái sửa đổi về kiến trúc cũng như là về thông số của Intel Gen 14 để nâng cấp từ Gen 13 lên, cùng là Raptor Lake, nhưng mà 2024 sẽ khác, thì nó xảy ra những cái vấn đề gì và liệu rằng cái trường hợp đấy có xảy ra nữa hay không. Và đầu tiên thì nói qua về một chút những cái thay đổi giữa các phân khúc của Intel Gen 14 nhá. Thì thường tất cả những cái năm trước chúng ta thấy rằng nếu mà lên từ i5, lên i7 và i9 thì sẽ có một chút những cái thay đổi về nhân và về luồng thôi, hoặc là thêm một tí xung vào để i7 chạy nhanh hơn i5, i9 chạy nhanh hơn i7. Nhưng năm nay Gen 14 thì chúng ta có một cái điều đặc biệt, đó chính là i5 chúng ta sẽ được đẩy cái mức xung cơ bản lên đó, và tất cả những cái xung về Turbo Boost thì nó sẽ được giữ khá na ná giống với cả Intel Gen 13. Chưa kể đến là cái số lượng nhân luồng nó cũng tạo ra một cái khoảng cách rất là khác biệt giữa i7 và i9. Đấy, một cái vấn đề nữa xảy ra đó chính là với i7 và i9 thì xung cơ bản lại thấp hơn rất là nhiều so với cả i5. i5 có lên tới là 2.6 với nhân P và 1.9 với nhân E, còn i7 và i9 chỉ rơi khoảng tầm 2.1, 2.2 và 1.5 với 1.6 thôi, còn đẩy cái xung nhiệt tối đa lên. Vậy thì điều này nó sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào? Thì mình sẽ đi vào những cái phần benchmark như sau. Đầu tiên là về Cinebench đi. Với những cái sự chênh lệch như này, không nói về nhân luồng mà về cái xung nhịp thôi, thì cái chất lượng điểm đơn nhân của i5 nó cũng đã rất là cao và gần như có thể tiệm cận được với cả i7 rồi. Và điều này sẽ giúp cho anh em nào làm lập trình hoặc là những cái yếu tố liên quan đến có một chút về xử lý đồ họa làm AI chẳng hạn. Đấy, những cái app như kiểu là Stable Diffusion hay là Copilot thì nó xử lý sẽ ổn định hơn và nó cho ra một hiệu năng tốt hơn. Còn về đa nhiệm, với lượng nhân được luồng được đẩy lên này, chưa kể là xung Turbo Boost nó cũng cao hơn so với cả là cái phiên bản i5, thì i7 và i9 là cho ra một số điểm gần như là ao trình, nó có thể nói là gấp rưỡi so với cả i5 luôn. Cho nên là về đa nhiệm thì có vẻ hơi thua thiệt. Cái này cũng đúng thôi, bởi vì chúng mình bỏ ra một số tiền khá là xứng đáng, ví dụ là 2 triệu lên từ i5 đến i7, hoặc là thêm 500 nghìn nữa là 2 triệu rưỡi lên đến i9 để anh em có thể sở hữu một cái mức hiệu năng vượt trội mà. Và đó là để so sánh trong Gen 14 thôi. Vậy thì nhìn lại với cả Gen 13 để mà biết được rằng cái sự thay đổi giữa Raptor Lake bình thường và Raptor Lake Refresh nó sẽ khác nhau ở điểm nào. Đầu tiên là về i5, xung nhịp được đẩy lên ở nhân P này, nhân E cũng được chỉ đẩy xung cơ bản thôi, và cái boost RAM được hỗ trợ ở DDR5, năm ngoái là 4800 và năm nay sẽ được đẩy lên là 5600, còn DDR4 thì vẫn sẽ là 3200 rồi. Tiếp theo đến sang đến i7 thì số lượng nhân E chúng ta cũng được đẩy lên là chính là 4 nhân. Đấy, thì sẽ giúp cho cái đa nhiệm nó được cải thiện rõ rệt hơn ở cái phiên bản i7, và chúng ta sẽ có một cái con CPU ổn ở làm mọi những cái tác vụ như kiểu multimedia hay là chơi game, mà với cái tầm giá không quá cao so với cả Gen 13 của năm ngoái. Và cuối cùng đó chính là i9. Có một cái điểm khác biệt duy nhất thôi, đó chính là đẩy cái xung nhịp tối đa lên, còn lại với những thông số về hỗ trợ RAM này hay là nhân luồng thì vẫn như vậy. Cuối cùng thì đặt ra một cái câu hỏi là liệu rằng chúng ta có đáng bỏ tiền ra về những cái điểm thông số benchmark này, hay là cái sự thay đổi về xung nhịp
của i5, i7 và i9 Gen 13 mà đẩy lên Gen 14 hay không? Thì câu trả lời mình sẽ để sang cái phần test game thực tế, là cái điều mà chúng ta quan tâm nhất khi mà mua những cái mẫu laptop gaming. Với cái phần test game này thì mình sẽ chú trọng vào những cái tựa game mà nó liên quan đến CPU nhiều hơn, và cụ thể là những cái tựa game eSports rất là quen thuộc của chính ACS2 và Liên Minh Điện Thoại. Còn sang những cái tựa game 3A thì mình sẽ chọn ra một cái tựa game mà nó tối ưu tốt nhất và nó sử dụng được cả cái hiệu năng của CPU ở mức cao và render hình ảnh cũng như là những cái công nghệ của RTX 4060 có trên Helios Neo 16 này, đó chính là Cyberpunk 2077. Và sau cái phần anh em xem qua về test game cũng như là anh em có thể tự đánh giá thì mình xin phép được tổng quan lại như này. Đầu tiên thì về cái chiếc i5-14500X, cái việc mà đẩy xung cơ bản lên nó sẽ chỉ hỗ trợ anh em về những cái tác vụ liên quan đến văn phòng, làm việc hay là đồ họa thôi, bởi vì nó có thể xử lý liên quan đến những cái app đấy rất là tốt. Nhưng sang những cái tựa game mà cần cái tính đa nhiệm cao và yêu cầu một cái tốc độ xử lý cao thì thua thiệt về nhân luồng, thua thiệt về những cái xung nhịp mà tối đa, thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng về những cái mức FPS cao và độ ổn định của chiếc i5 này. Sang i7 thì về cơ bản là từ Gen 12 cho đến bây giờ là Gen 14 rồi, nó vẫn sẽ duy trì được một cái mức hiệu năng ở ổn trong cái tầm giá mà nó đang có, với cái mức khoảng tầm từ 35 triệu đổ lên. Đấy, hiện tại thì mình thấy rằng nó rẻ hơn với năm ngoái nhưng mà mát hơn, điện năng tiêu thụ cũng ít hơn và xung nhịp được duy trì ở mức ổn định hơn rất là nhiều. Còn sang đến i9, đây là một cái bước cải thiện toàn diện nhất ở cái line up cao cấp trên nhà Intel năm nay của 2024. Có những cái điểm mà mắc lỗi như ở Gen 13, Gen 14 nó chính là crash game này, hay lại bị giật lag và drop FPS cao ở Intel Gen 12 và Gen 13, thì đến Gen 14 đã được khắc phục toàn diện luôn. Gần như mình chơi không có một cái vấn đề gì cả với tựa game Cyberpunk 2077, ray tracing ở mức ultra và DLSS đã bật lên rồi. Tổng kết lại về cái video đánh giá Gen 14 này thì mình nghĩ rằng đây là một cái bước tiến
vừa chậm mà vừa chắc của Intel dành cho Raptor Lake, bởi vì họ đang bận làm những cái mẫu laptop Intel AI rồi, sở hữu Cold Cha với cả nâng cấp lên cái cào đồ họa tích hợp nữa, chính là ARC. Thì chúng ta không thể nào mà trách được rằng họ sẽ làm lại một cái kiến trúc cũ nhưng mà có một cái hiệu năng mới, và họ đã thành công. Chúng ta có Zen 14 rất là rẻ. Với cái giá khởi điểm của Helios Neo năm ngoái thì chênh so với năm nay khoảng tầm từ 1 đến 1,5 triệu. Và cái sự chênh lệch giữa các phân khúc i5, i7 và i9 cũng đã được thu gọn hơn rất là nhiều. Vì anh em nâng cấp từ i7 đến i9 năm ngoái mất tận 2 triệu mà năm nay chỉ mất khoảng tầm gần 1 triệu thôi với cái chiếc Helios Neo 16 này. Ok, liệu rằng anh em xem xong cái video này đã chọn cho mình cái việc là nâng cấp hay là ở lại Gen 13 hay chưa? Còn đối với mình thì mình nghĩ rằng ngay cái thời điểm hiện tại anh em sẽ sở hữu ngay một chiếc máy có Gen 14 để có thể tận dụng hết tất cả những cái ưu thế mà chúng ta về sau này vẫn sẽ được sử dụng tiếp. Cảm ơn anh em đã xem đến tận đây của video. Nếu anh em thấy video có ích hãy để lại một like, một share, một subscribe kênh Laptop AZ, và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.